Dạng nhạc sắp sân, không khí tăng hôn lên đình. Ai cũng si xăm đôi mình, nhìn tụi nó tinh bơi bên. Nhậu sáng đêm, đủ 5 lít bia, 5 chút lon. Động phòng ăn tay, lo cuốc lo cài kiếm tiền nuôi con. Hai nhà ta, tai thành xuôi. Thêm thằng cu hay cô công chúa lấy càng vui. Lo mần ăn, không là tiêu. Anh em chỉ có tình ngủ chơi bời tôi còn vợ yêu. Đến mau ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha. Cho bước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu. Kéo theo đàn trai mưng măng, coi bối ngày ngày hài lắm. Nàng ơi anh tới, anh đón em về cách tình trăm năm. Yêu thương nhau từ lâu mà anh chỉ muốn yêu lại từ lâu. Yêu em khi còn thơ, yêu cho đến khi anh lòng. Xe bom nhìn nhau tới sáng. Ở nhà lá có nhiều hoa, ta bên nhau vô cùng nhau hát ca. Rủ ba má rồi ta cùng nhảy được cha cha cha. Thưa má thưa ba, anh muốn dắt em đi về nhà. Nên mối lương duyên đem trầu cao nhà anh ghé qua. Hai chữ thông gia cho chúng ta kết duyên thành đôi. Thiệp hồng du quy thầy bối phán giờ lạnh đến rồi xong luôn. Anh hứa với em sẽ cố gắng chăm lo mần ăn. Anh rất thương em, ba mẹ em không cần lo lắng. Dứt giá bao năm nhưng lòng anh chẳng thấy khó khăn. Để thằng con anh nó chào đời sẽ không nhọc nhằn. Giờ chồng tình nghĩa trước sau, giàu nghèo ta luôn có nhau. Cuộc đời cần có chi đâu, chỉ mong ta sẽ đông nhiều con cháu. Chẳng cần những thứ cao sang, chỉ hạnh phúc nên ta chẳng đang. Giờ một nhà vui lắm em ơi, một túp lều tranh có rất nhiều gì em ơi. Giờ chồng tình nghĩa trước sau, giàu nghèo ta luôn có nhau. Cuộc đời cần có chi đâu, chỉ mong ta sẽ đông nhiều con cháu. Chẳng cần những thứ cao sang, chỉ hạnh phúc nên ta chẳng đang. Giờ một nhà vui lắm em ơi, một túp lều tranh có rất nhiều gì.
cùng mơ về tương lai nhé em. Có trăng có sao trên trời, có anh có em bên đời. Mình cùng nhau tay nắm tay vui đùa đi hết con đường. Ngóng bên dòng sông ai nhạt hoa trông giống như thiên thần. Lòng thầm bên đây cũng muốn cùng em vui đùa và hát ca la 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 la. As long as I live, I love you. We'll have it hold you.
Dạ thưa thương. Đại diện cho nữ chủ hôn và quý tộc. Tôi xin đại diện cho nam chủ hôn và quý tộc hôm nay là ngày lành tháng tốt, cái lễ đại thanh minh của hoa. Chúng tôi đến đây xin phép đặt cái ngày lễ để định cái lễ nhập gia. Xin đại diện cho nữ chủ hôn tất cả khi để tiến hành làm lễ. Kính thưa ông chủ hôn, bên đàn trai tôi là xin thay phép bên đàn gái là xin tiếp nhận những cái lễ vật này để mà xin mời, sau đó là xin mời gia đình bên đàn trai để vào làm cái thủ tục cái làm lễ đính hôn cho hai cháu ngày hôm nay. Con là hai bác cạn ly. I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, and if she falls in love, we'll let her go. I'll walk her down the aisle, she looks so beautiful in white. Yeah, yeah. Yeah.
lại tiền để hồi sau người ta người có giao được giới thiệu luôn. Dạ. Để tiếp theo cái phần chương trình thì nó trao nữ trang cho cô dâu mời. Anh thương em là
cuộc đời. Tình thương đó là tình hiểu thấu, cả đời này chỉ dành cho em. Cảm ơn em đã thương anh, thanh xuân này chỉ dành cho anh. Tình thương đó là tình phú thế, cả cuộc đời không thay thế anh. Ôi người anh yêu thương, anh thương em à cả cuộc đời. Tình thương đó là tình phú thế, mà qua cái thảo luận trong gia đình, coi như là thấm nhất toàn bộ vấn đề này sẽ cho chúng tôi chỉ dạy để làm chốt cả mạng. Tình thương đó là tình hiểu thấu, cả đời này chỉ ra. Ủa, cô dâu, năm nay bác đã 92 tuổi, vẫn là còn khỏe được. Xong rồi. Cái đám cưới của cháu gái, đây là bà ngoại, 89 tuổi. À, đây thì là ba mẹ của cô dâu. Trong đó sân đây cũng có là cậu Tư, cậu Năm, cậu Út. Quảng hiểu dành trước cho biết. Rồi dì ba có mặt ở đây trong cái tại vì đây thật chặt thật ra sẽ có dự cư trong cái đứng hôn này. Để ba mẹ của chú rể bên nội của cho hai cháu nó làm cái phần. Rồi con mời hai ông có thể chồng tới cụng đi giùm con cái ạ. Rồi vỗ tay. Rồi uống cạn luôn ngoại ơi. Rồi. Rồi, hai đứa bưng có một bức quà từ ngoại, từ là gì, từ ba mẹ cho hai cháu. Dạ. Đây là cụ ngoại bà ngoại. Rõ chưa lại. Rõ chưa lại. Nhớ ngoại đó. Kêu phải. Phải ngoại. Phải đồ.
trình cho hai họ thôi. Tại cái bà ngoại hơi yếu quá, thành ra chương trình này này như cái quà này của bên bà ngoại sẽ cắt nhỏ cháu. Cái này của Hiền. Dạ. Đây là này tặng cho bà Hiền đó. Rồi, còn chú ơi, cái này... cho bà ngoại, đưa cho cô dâu đi. Cho bà ngoại đưa bà ngoại cho cô cầm, dâu. Cầm, thiếm cầm đưa cho con bé này. Đây, từ cũng chụp lại nữa đi. Vô. Ok. Rồi, con. Canada, Mỹ, Úc, Bản. Phải chi mà. Phúc ra, Phúc ra, đưa đi. Phúc má đưa lại đi. Má đưa lại. Má đưa lại. Đưa lại. Chứ là... Má. Thôi chữ. Cái này của thầy chị. Ở bên Úc. Ở bên Úc. Úc. Đức thầy cháu là... trăm năm sức khỏe, trăm năm hạnh phúc nha. Rồi cháu sớm sống có cháu chắc chắn cô trăm tuổi. Còn cái này bạn năm nha, bên mình Canada, ở bên Canada. Còn cái này ở bên Mỹ mấy cháu, mấy bà gì ở bên Mỹ, mấy bà gì ở bên Mỹ. Rồi thôi tạm biệt đây. Cái này mình đây. Thì ngồi tỉ mỉ mại á. Bây giờ xin phép là tặng quà cho mấy cháu luôn để tranh thủ có thời gian nữa giờ hả? Rồi chú qua đây đứng với cô chú đợi. Đây tay nào. Rồi tôi nhìn cái mẫu nhẫn giùm con. Mẹ đeo giùm con cái giờ. Rồi anh chị ơi cúi đầu. Được không? Rồi ôm em cô dâu tay kia nha. Cô chú tuyển con nha. Tư đóng cho con nè. Anh chị ơi, nó xích lên cái bàn giùm em xíu nha. Chị đã đeo cho cháu. Rồi xếp vô. Dạ rồi. Rồi cảm ơn cậu. Rồi cảm ơn cậu. Đi chơi thấy cái nhẫn cậu. Dạ. Dạ chơi nhẫn trước đi. Đây em chiếc bự á. Em chiếc chặt không? Đây là nhà. Lấy đi cái điện thoại cho. Rồi ạ. Mời cho mọi người. Rồi, dâu ơi, chú rể ơi, dâu ơi, dâu ơi. Dạ rồi, ok. Rồi, mời ông ngoại. Mời ba mẹ. Ăn để cho cháu một lô túi. Đây cái này là mẹ chung cho hai. Cái này là hai đứa nè ha. Sống sinh quý tử nha. Cái này là cái trái này là ai định cho có con gì nữa. Một trăm năm. Đã tiếp đi. Túi à. Tập trung chú ghế này, chú ghế này, để đi cưng hồi 8 tháng 4, 5 giờ đến đây rước dâu. Để rước dâu, thì 8 tháng 4. Quê hương. Mời bà mô quán của người đi lại ép dâu. Từ đây là đi về dưới 8 tháng 4 âm lịch ha, 8 tháng 4 âm lịch. Chị để cho họ nhà trai đến chúc quý vị với nhà gái được nhiều sức khỏe, đầy đặn tự làm. Rồi cho con một tràng hú tay đi. Sắc. Đôi mình là nhất, làng trên sớm dưới, đẹp đôi thì có ai bằng.
yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tính chuyện trăm năm. Chuyện này anh quyết cưới em liền tay, đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em vì làm dâu. Ngày lành trong tháng chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ôi dù quá xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly, ngày mình du quý thì gần ngày chỉ một hai ba vô hết ly. Kiều vàng ngựa ôm anh khóc đón em về dinh rồi, hoa pháo bay nổ tung trời cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sống do chuyện gì mà khó thì cứ để đó lo. Kiều vàng ngựa ôm anh
Đừng lo lắng em ơi, chuyện ngày mai đã có anh rồi. Em chỉ cần luôn nhớ và hướng trái tim về anh. Dù dòng bão ghé qua đây thì sẽ có anh luôn đứng lại và dẹp hết ưu phiền xung quanh em để mang đến những điều tuyệt vời. Bờ vai anh đấy, dựa vào đi nếu em đang buồn. Điều hạnh phúc nhất với anh giờ là được nhìn em cười. Và anh muốn thấy từng nỗi buồn của em với dần. Lại đây với anh đi em, mình xây hạnh phúc lâu dài. Ta sẽ nắm tay và đi hết cuộc đời này em ơi. Ta sẽ chia mọi buồn đau hay bao ngọt ngào. Hãy khoác lên mình chiếc váy cưới nhỏ xinh này em ơi. Lại đây với anh, mình cùng xây hạnh phúc lâu dài. Chung nhà rồi em ơi, giờ cuộc sống hai ta là một. Mọi buồn phiền lo lắng trước kia để anh giữ dùm. Dù dòng bão ghé qua đây thì sẽ có anh luôn đứng lại và dẹp hết ưu phiền xung quanh em để mang đến những điều tuyệt vời. Bờ vai anh đấy, dựa vào đi nếu em đang buồn. Điều hạnh phúc nhất với anh giờ là được nhìn em cười. Và anh muốn thấy từng nỗi buồn của em với dần. Lại đây với anh đi em, mình xây hạnh phúc lâu dài. Ta sẽ nắm tay và đi hết cuộc đời này em ơi. Ta sẽ chia mọi buồn đau hay bao ngọt ngào. Hãy khoác lên mình chiếc váy cưới nhỏ xinh này em ơi. Lại đây với anh, mình cùng xây hạnh phúc lâu dài. Quan khách đến tham dự bữa tiệc mừng lễ vui quy của chú rể Thanh Hiền cùng với cô dâu Mỹ Hân. Lời nói đầu tiên xin phép MC Ngọc Nghi xin được gửi đến tất cả vị quan khách lời chào mừng thân thương nhất, và cũng xin được đại diện cho ban giám đốc Trung tâm Hội nghị Kinh tiệc Điền Aroma Review chúc quốc cho cặp đôi tân nhân ngày hôm nay trăm năm hạnh phúc và trọn đời bên nhau. Và cũng xin được gửi đến toàn thể vị quan khách lời chúc sức khỏe và một buổi trưa thật an lành. Trong đêm thì giờ đây, xin phép chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đại diện chủ hôn của hai bên gia đình.
Cô ngoại xin mời quầy băng số quầy phụ mẫu giáng sinh mạng công. Hãy có điều là sang chung chị hạnh phúc của phụ mẫu. Hãy hỏi gì chi xin đổ chị biết cho dì lưỡi đặt qua xịn đó. Cái bà hạnh phúc bị mùi của sự ca thì như các đối cấp nhà con ngoài chuyện chi của sân lọ sân lợn. Như tất cả mọi mọi kỳ trên chị kỹ chuyện chiến kỳ của phụ mẫu. Như tất cả mọi đầy cảm nhận của sân phong chỉ phân bị đồn hơn và quầy cài xịn. Cảm kết thúc lọ này cho dù có điều trang trùng cài xịn của đầy cảm ơn sân phong chỉ phân. Về phía đại diện nhà trai chúng tôi, về phía đại diện nhà gái chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Thạch Út và bà Lê Ái Quân là song thân của cô dâu. Xin mời tất cả vị hãy cho một tràng vỗ đã không ngại đường xá và dành ít thời gian đến tham dự buổi tiệc chung vui cùng với gia đình chúng tôi. Kính thưa vị quan khách, nếu trong lúc chiêu đãi đón tiếp có điều gì sai sót, mong tất cả vị quan khách lượng thứ và bỏ qua cho. Và một lần nữa xin thay mặt cho ban giám đốc xin chúc cho cặp đôi vinh danh ngày hôm nay trăm năm hạnh phúc và mãi mãi bên nhau, và cũng xin chúc toàn thể vị quan khách được nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng và làm ăn phát tài. Cô ấy xin mời quầy băng cấp nhật thầy dì linh dì dì nì sam dì sập sam hồ thầy ngõ đầy cấp mang nhất tầy sân nhận thiên dì xí sang dì thập mỹ danh sĩ trẻ kề duy quay di hỷ dì trò do gắn tờ biểu ngõ đầy sơn phong chỉ phân dì thập ngõ đầy sân lòng sân lợn phi sản chi huyền hạnh mạng con tất tổ cô ấy quay băng trời ta mộ chung sau sức bổ quay cái thời gian thì tôi tham gia ngõ đầy cấp mang nhất tầy sân nhận cái hỷ dì cô ấy xin mời quầy băng cá dì trò chiêu mua đông dạo chiêu mua bắt đôi cái thầy phong xin cô ấy quay băng to to dì lợn to to bao hàng. Cô ấy xin mời quầy băng cảm nhìn trời mà để cho chi dấu gắn tờ biểu mà để tài trả lộc cái tiên lệ chúc phúc ngõ đề nhất tây sân nhận phát niềm hữu học quyển kiệt thùng xong viên chúc trò trò cô ấy xin mời quầy băng sân thể kiệt ho sân dĩ hiến lộng phô bồ cô sinh. Và ngay bây giờ cũng xin được mời cô dâu trước rễ mình cùng tiến đến tháp bánh để cùng thực hiện nghi thức tháp bánh tình yêu. Và cũng có người như tả tình yêu của họ cho nữa, xin chúc cho tình yêu của họ mãi luôn bền vững. Cảm ơn tất cả quý vị. Bao năm qua cứ sống vô tư ngây ngô năng mưa cuộc đời
giờ có em cài bó, ghé vô nói nghe nè em bằng lòng thì anh bước qua, cứ dắt anh đi lòng vòng đường nào tìm về tìm em có qua. Ngập ngừng thẹn thùng làm chi bé ơi, em đừng đi đâu mình nên, mình đến với nhau đi cuộc tình mình giờ ấm no tự do. Ba má anh đã kêu tụi mình cô dính ai tiền tao sẽ lo. Ôi quá tuyệt vời thường tình là nhất trên đời. Anh tâm khấn 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 ta ơn đơn trơn, đã cho con một cô gái xinh ơi. Vui lên đi gì không có đành lo chi, thế gian bao người giờ đâu mấy khi được cười. Hai ba du đi khắp thế gian đi chơi, em muốn đi đâu anh cũng chiều em tới đó. Có ai bằng tay trước giờ chưa nắm ai, em cũng như tình đầu vì giàu anh thương em quá. Hai ba du anh muốn sống bên cạnh em, vui hết hôm nay nhạc bằng bụng ngày mai vui tiếng. Đón em về quê sẽ ăn được nhiều món ngon, trái đất không ngừng quay tròn thì niềm vui sẽ luôn luôn còn. Hai giờ chỉ cho nó hư thân em, mới phải chăm cuộc đời này còn dài mà chưa lấy chồng. Nghe lời anh suy nghĩ đi người ơi, xanh xanh trên bầu trời ta hát ca muôn lời. Oh, 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 oh
hương thơm của lúa chín với cánh đồng thật bao la từ tình cảm nơi đôi mình. Em bỏ lại phồn vinh quên đi trong xa hoa, miền vườn thắm niềm tình giờ gọi em là cô ba. Cô ba nắng lá ô bà ba, không cần phải lấp lánh thứ cô ba cài là hoa. Về miền Tây đất nở phồn xa, con nước vẫn xuôi dòng điệu lý bài ca. Ơi hò ơi mình sẽ đắp nên duyên tình, mặc kệ bao ồn ào chỉ mình cho riêng mình. Mỗi ngày gà gáy tiếng anh đang ngoài bờ đê, việc nhà và bếp núc để hoàng hôn lại trở về. Anh ơi ngày vui quy khắp bà sống đầy tưng bừng, nguyện thắm năm đầu bạc chứ không có mà lớn chừng. Anh ghé xuống thăm miền Tây, có cánh đồng xanh, có con trâu còn đang cày cày, có hàng dứa mát trái gái làm chắc phát thiệt tha, có anh và em sớm mong hai đứa chung một nhà. Nhìn nè bên kia sông đám cưới thiệt to, đốt pháo dung uy hai bên họ chúc nhau rộn ràng, tiếng hò tiếng hát nghe thắm tình hai người trao nhau. Em thấy mong nào anh tin thế nào? Anh tin sao hả? Về làm dâu miền Tây, em muốn về làm dâu miền Tây. Hai đứa mình cùng nhau đi chọn ngày về nhà để em lo tư
sáng sớm đến giây chiều, em chỉ cần cánh anh đến suốt cuộc đời.